Alo alo, sóng yếu quá. Ê. Alo, anh nào Phú Quốc, mai Đà Nẵng rồi. Hợp đồng á hả? Ở đâu mà chả ký được. Phút bốt nha. Ông phải dùng app Viettel Mobile CA, được tích hợp tất cả các hệ thống và ứng dụng của cơ quan, đơn vị như là hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử, VESS, VOffice, bệnh án điện tử, hộ tư quản trị công việc mọi lúc mọi nơi. Đăng ký Viettel Mobile CA luôn ngay cho tôi. Alo, alo, alo.